chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với quý vị 3 cách diễn đạt khi bị ngã. Vậy điều gì đã khiến cho tôi có cảm hứng để chuẩn bị bài học này? Vâng, đó chính là sự kiện Tổng thống Mỹ Joe Biden ngã 3 lần khi lên máy bay không lừng một. Vậy sau đây, chúng ta sẽ cùng xem clip trước khi tìm hiểu 3 cách diễn đạt này nhé. Và đây là cách đầu tiên. Chúng ta có thể sử dụng từ trip and fall. Sau đây, xin mời quý vị xem các tiêu đề của các báo đã đưa tin. Biden trips and falls three times boarding Air Force One. Vậy từ trips ở đây có nghĩa là vấp ạ. Còn fall là ngã. Vậy Tổng thống Biden đã vấp ngã 3 lần khi lên không lực 1. Ngoài ra, tờ báo khác đã tách hai từ trip and fall như sau. Biden trips three times and falls upstairs to Air Force One. Ngoài ra, ta cũng có thể chỉ cần dùng từ fall. Ví dụ, President Joe Biden has fallen on the stairs of Air Force One while boarding. Ở đây mình đã gộp từ trip and fall thành cách thứ nhất. Còn việc chúng ta sử dụng thực tế như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào chúng ta nhé. Cách thứ hai, có thể dùng cụm từ stumble. Stumble có nghĩa là vấp ngã đó ạ. Biden stumbles as he boards Air Force One. Cách thứ hai, US President Joe Biden stumbles getting onto plane. Tất cả các ví dụ mà mình đang đưa ra ở đây, đó chính là mình lấy lại tên các tiêu đề của các tờ báo Mỹ đã đăng về thông tin này. Với cách sử dụng các cụm từ khá linh hoạt, đúng không nào? Vậy cách thứ ba, báo khác đã sử dụng từ slip, trượt trượt. President Joe Biden slips three times in Air Force One fall. Vâng. Vậy là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu 3 cách diễn đạt khi bị ngã. Cách thứ nhất, chúng ta có thể dùng cụm trip and fall. Cách thứ hai, ta có thể dùng từ stumble. Và cách thứ ba, ta có thể dùng từ slip.